Ngày 22 tháng 12 năm 1999, một chiếc máy bay Boeing B747 chở hàng của Korean Air Cargo vừa cất cánh rời thành phố Tashkent để đến London, Vương quốc Anh. Sau khi cất cánh, chiếc máy bay được cơ trưởng cho rẽ phải để bám sát đường bay, nhưng có chút gì đó không ổn với một số thiết bị trong buồng lái. Đồng hồ chỉ trạng thái bay của cơ trưởng không biểu thị góc nghiêng khi máy bay rẽ phải. Ngược lại, đồng hồ của cơ phó lại đo một cách chính xác. Hiểu rõ vấn đề, cơ trưởng chuyến bay này giao toàn quyền điều khiển lại cho cơ phó. Sau một khoảng thời gian dài, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay London Stansted. Tại đây họ sẽ báo cáo sự cố với đội ngũ kỹ thuật. Một đội kỹ thuật được Korean Air thuê để xử lý vụ việc. Họ bắt đầu mở đồng hồ chỉ trạng thái của cơ trưởng ra để kiểm tra. Họ nghĩ thiết bị này chỉ bị lỏng phích cắm với hệ thống máy tính. Đồng hồ trạng thái của máy bay sử dụng một thiết bị gọi là con quay hồi chuyển. Đây là thiết bị dùng để đo đạc hay duy trì phương hướng. Nhờ có con quay hồi chuyển mà phi công biết được trạng thái của máy bay đang nghiêng trái hay phải, mũi đang hướng lên hay xuống. Boeing B747 cũng hoạt động với nguyên lý tương tự. Dữ liệu từ con quay hồi chuyển sẽ được gửi đến một thiết bị gọi là ANU để xử lý. ANU sẽ xử lý dữ liệu độc lập và đưa ra hai kết quả đầu ra cho đồng hồ trạng thái của cơ trưởng và cơ phó. Không hiểu lý do gì, kênh xử lý dữ liệu của ANU cho đồng hồ cơ trưởng bị lỗi. Do đó nó không hoạt động khi máy bay rẽ sang hướng khác. Nhưng đội kỹ thuật không nghĩ là máy tính ANU bị lỗi, mà họ nghĩ là cái đồng hồ có thể bị kẹt hoặc lỏng dây nối. Họ chỉ chỉnh sửa lại phần phích cắm và gắn lại như cũ. Họ bấm nút thử trên đồng hồ để xem kết quả. Nhưng đây chỉ là phép thử xem đồng hồ có hoạt động không, chứ không xác định được dữ liệu có đúng hay không. Máy bay được đổi phi hành đoàn và giảm bớt một số kiện hàng cho chuyến bay tiếp theo. Chuyến bay mang số hiệu KE8509 được khai thác bởi Korean Air Cargo có hành trình từ London, Anh đến Milan, Ý với độ dài đường bay là 1.184 km, sẽ mất 1 giờ 30 phút bay. Trên máy bay có tất cả 4 người thuộc thành viên phi hành đoàn, toàn bộ mang quốc tịch Hàn Quốc. Cơ trưởng là ông Park Duk-kyu, 57 tuổi. Ông có kinh nghiệm 13.490 giờ bay với 8.495 giờ trên B747. Ông là một cựu đại tá và phi công trong lực lượng không quân Hàn Quốc. Số giờ kinh nghiệm của ông được tích lũy trên B747, B737, DC-10. Đây cũng là một trong những phi công ưu tú nhất của Korean Air. Cơ phó là anh Jun Ki-sik, 33 tuổi. Anh có kinh nghiệm 1.406 giờ bay, trong đó có 145 giờ trên B747. Anh là một phi công mới với kinh nghiệm và khả năng ứng biến còn hạn chế.
Đây là một trong những chuyến bay huấn luyện trên dòng máy bay cỡ lớn B747, giúp anh học hỏi kinh nghiệm bay từ cơ trưởng. Ngoài ra còn có kỹ sư bay Park Hoon Kyu, 38 tuổi, và nhân viên bảo trì Kim In Suk, 45 tuổi, cũng có mặt trên chuyến bay này. Phi hành đoàn này chỉ mới nhận máy bay khoảng 1 giờ trước. Họ không hề biết về sự cố trước đó và họ cũng không đọc lịch sử kỹ thuật của chiếc máy bay khi khởi hành. Máy bay Boeing B747-200F mang số đăng bạ HL7451. Chiếc máy bay này có chuyến bay đầu tiên năm 1980. Trải qua hơn 19 năm hoạt động, nó đã tích lũy được hơn 83.000 giờ bay với gần 16.000 chu kỳ cất hạ cánh. Boeing B747F được biết đến với khả năng chuyên trở vượt trội cùng kích thước khổng lồ. Cơ trưởng quyết định mình sẽ là người điều khiển máy bay ra đường băng để cất cánh. Đồng hồ trạng thái là một thiết bị vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi bay đêm. Nhưng họ không biết nó bị lỗi. Chuyến bay có tổng khối lượng cất cánh 248 tấn, trong đó có 31 tấn nhiên liệu. Cơ trưởng cho chiếc máy bay tăng hết công suất để cất cánh ở tốc độ 285 km/h. Theo lộ trình, máy bay sẽ rẽ trái ngay sau khi cất cánh để bám sát đường bay. Lúc này các phi công đang tập trung để rẽ đúng vị trí. Đêm hôm đó thời tiết rất tốt, trời hầu như không có gió. Máy bay lấy độ cao như bình thường. Bên dưới mặt đất là một khu dân cư đông đúc cùng hệ thống đường cao tốc phức tạp. Khi leo qua độ cao 1.400 feet, cơ trưởng bắt đầu cho máy bay rẽ trái trước khi giao quyền kiểm soát cho hệ thống lái tự động. Cơ trưởng bắt đầu xoay dần cần lái sang trái, máy bay cũng nghiêng theo. Nhưng đồng hồ trạng thái của ông lại hiển thị máy bay không hề rẽ trái. Cơ trưởng tin vào thiết bị này vì bay đêm rất khó quan sát bên ngoài. Vì vậy ông xoay cần lái sang trái mạnh hơn nữa. Chiếc Boeing B747 nghiêng một góc 90 độ vượt qua giới hạn thiết kế, chiếc máy bay bắt đầu lao xuống. Lúc này thì cả hai phi công mới nhận ra vấn đề thì đã quá trễ. Chuyến bay KE8509 rơi ngay sau khi cất cánh, cùng với hơn 30 tấn nhiên liệu từ độ cao 670 mét. Toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn đánh mạnh vào danh tiếng của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc. Cơ quan điều tra tai nạn Vương quốc Anh cùng với chính phủ Hàn Quốc tiến hành điều tra vụ tai nạn kinh hoàng. Thứ nhất là lỗi kỹ thuật. Máy tính ANU bị trục trặc từ chuyến bay trước nhưng không được xử lý một cách triệt để. Không ai chịu trách nhiệm vì sự cố này. Vì Korean Air và một số công ty được thuê bảo dưỡng chiếc máy bay này xen kẽ nhau. Vì vậy tất cả các bên đã phủ nhận các cáo buộc.
thứ hai là lỗi phi công. Vào những năm 80, 90, văn hóa buồng lái của Hàn Quốc vô cùng kém. Cơ trưởng là người luôn đúng, những thành viên còn lại hầu như không được ý kiến. Đó là lý do vì sao đồng hồ trạng thái của cơ phó hoạt động một cách bình thường, nhưng anh lại không dám lên tiếng cảnh báo cơ trưởng rằng anh ta đang quá tay.